Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và bạn đầy đủ tất cả các màu sơn của Vision, rất là nhiều màu đẹp luôn. Và dòng AB Pao thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Luyến hỗ trợ giới thiệu, ông Luyến ạ. Hello cả nhà nhé, thì hôm nay Kim Luyến sẽ quay trở lại cho cả nhà review về giá xe mới nhất của dòng Vision và dòng AB 125 khối, dòng Vario nữa. Cả nhà mình đang có ý định muốn mua thì đặt lịch liền ngay cho Luyến ha, để nhận ngay 2 triệu đồng mua xe đi lại kèm thêm một combo còn tặng trị giá 3 triệu đồng. Áp dụng khi mua xe có liên hệ đặt lịch trực tiếp cho em Luyến qua số điện thoại là 0905 299 064 nha. Số điện thoại có dùng Zalo chính chủ luôn, cả nhà cứ kết bạn qua dưới màn hình để biết thêm chi tiết nha. Thì dòng Vario ở dòng Vision đầu tiên trước đi là về phiên bản sơn 3D thì hôm nay cho cả nhà đủ màu sơn luôn. Còn về màu riêng thì trong kho đủ màu nha, cả nhà muốn biết chi tiết có thể nhắn tin riêng qua Zalo cho em Luyến nha. Đây lướt về màu cho cả nhà coi tham khảo này. Đây có màu trắng hồng này. Kế tiếp là màu bạc dè đen này. Màu xanh này, hoặc là màu trắng đỏ này. Trắng xanh này, bên này có màu trắng xanh loang này cũng đẹp này. Đó. Hoặc là màu xanh này, trắng đen này, màu xám này. Mấy cái màu này thì màu trắng đen, đặc biệt màu trắng đen tự nhiên nó hot trên TikTok rồi mọi người. Mình thấy cái màu đó rất là nhiều anh chị bạn hỏi luôn. Thì hiện tại mức giá của Vision từ bản tiêu chuẩn cho tới bản cổ điển hiện tại giá nhiêu em? Hiện tại đối với bản tiêu chuẩn em đang bán mức giá là 32.900 nha. Còn bản cao cấp là 34.900, bản đặc biệt 35.900 và bản thể thao là 37.900. Thể thao với cổ điển là một nhé, là đều đồng giá luôn là 37.900. Trả trước chỉ cần là 4 triệu đồng là sở hữu xe rồi. Khi mà mua xe có liên hệ đặt lịch trước cho Luyến sẽ nhận ngay 2 triệu đồng xe đi lại nha. Đối với cả tất cả các dòng xe trong cửa hàng luôn, áp dụng cả nhà có liên hệ trước cho em Luyến nha. Rồi ok, xuống phía sau anh thấy có AB kìa. Đây nó có em AB Sơn 3D này. Hai mẫu là mở lên màu đẹp nhỉ. Dạ rất là đẹp luôn. Thì đối với mẫu AB thì ngoài ra thì em Luyến có hỗ trợ sơn độ theo của khách hàng nha. Mức giá chỉ từ 41.900 đến 43.900. Trả trước chỉ cần 4 triệu đồng là góp được rồi nha. Thủ tục chỉ cần duy nhất căn cước công dân trên 18 tuổi, không nợ xấu, không để trễ là bao đậu rồi nhé. Còn đối với mẫu Vario này thì là mẫu cũng là sơn 3D luôn, màu trắng đỏ nha. Một màu rất là đẹp luôn. Em thấy cái màu này thì phù hợp cho mọi độ tuổi cũng như là mọi đối tượng luôn cả nhà. Nam nữ gì đó ok luôn. Mức giá đang hỗ trợ cho cả nhà thì chỉ có 37.900 đến 40.900 từ phiên bản. Trả trước cũng chỉ cần là 4 triệu thôi là rên xe rồi. Liên hệ đặt lịch liền ngay cho đứa nhà sở hữu về một em Vario cũng như là một em Vision hoặc là một em AB với giá cực kỳ là ưu đãi cả nhà nhé. Rồi ok, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip, xin chào.